kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao sự xuống cấp đạo đức của công an thì Tô Lâm và Tổng Trọng phải chịu trách nhiệm. Trong những năm gần đây, tình trạng phạm tội của các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân đã xảy ra liên tục mang tính hệ thống. Điều này gây nguy hiểm cho an toàn xã hội khi những người với trách nhiệm là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ nhưng lại thực hiện hành vi của phường thảo khấu. Mới đây nhất, tờ báo Công lý vào ngày 24 tháng 11 đưa tin với tiêu đề cựu cán bộ trại tạm giam đột nhập trộm cắp 42 điện thoại. Bản tin cho biết chiều ngày 23 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Viết Khánh sinh năm 1997 sống tại xã Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định về tội trộm cắp tài sản. Cựu cán bộ trại giam đột nhập trộm cắp 42 điện thoại. Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng tại tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Khánh 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản theo điểm A khoản 4 điều 173 Bộ luật hình sự. Tờ báo Công lý nhấn mạnh cho biết, đáng chú ý thời điểm phạm tội bị cáo Khánh là một cán bộ trại giam công an tỉnh Quảng Ninh. Một câu hỏi công luận đặt ra là tại sao tình trạng phạm tội của cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hai đời Bộ trưởng Công an Đại tướng Trần Đại Quang và Đại tướng Tô Lâm đến nay đã để xảy ra liên tục và mang tính hệ thống các tội phạm nặng đến như vậy. Đây là một giai đoạn mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã bẻ lái lực lượng công an nhân dân từ tiêu chí công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ để biến thành công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình. Câu trả lời dễ dàng nhất đó là ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc xuống. Cụ thể, dư luận nghi vấn rằng Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có dính líu gì đến bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, trong các thương vụ thao túng bất động sản của công ty Bình Phong của Bộ Công an hay không. Cũng như những cáo buộc liên quan đến lời khai của tử tù Dương Chí Dũng về mối quan hệ của ông Trần Đại Quang với bà Trương Mỹ Lan có chính xác hay không. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ thì đã chết. Ông Dương Chí Dũng cáo buộc ông Ngọ nhận 510.000 đô la Mỹ của ông Dương Chí Dũng để mà giúp chạy án và hối lộ ông Ngọ 20 tỷ đồng Việt Nam trong một lần khác liên quan đến một doanh nhân tên là Lan. Ngoài ra, các tướng lĩnh Bộ Công an dính chàm phải ra chức vạch ngựa, bao gồm Thượng tướng, Thứ trưởng Trần Việt Tân 3 năm tù trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Thứ hai là Trung tướng, Thứ trưởng Bùi Văn Thành gần 3 năm tù cũng trong vụ Vũ Nhôm. Thứ ba là Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, bị bắt vì liên quan đến vụ án Vũ Nhôm. Thời điểm gây ra hai vụ trộm cắp tài sản, Nguyễn Viết Khánh đang là cán bộ trại giam của Công an tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo, thứ tư là Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Thứ năm là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cả ông Vĩnh và ông Hóa đều bị bắt và truy tố vì bảo kê dây đánh bạc online ngàn tỷ. Tiếp theo, thứ sáu là Nguyễn Đức Trung, Thiếu tướng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thứ bảy là Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm có 35 tỷ đồng tiền chạy án. Tiếp theo, thứ tám là Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bị khởi tố vì chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu. Đó là chưa kể đến những chiến sĩ, sĩ quan, cấp tá, cấp úy phạm tội vì quá nhiều, liệt kê không thể hết. Kể cả Đại tướng đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người mà Nguyễn Phú Trọng từng giao cho rất nhiều quyền lực trước đây, nhưng đến bây giờ cũng phải khiến ông Tổng Bí thư thất vọng. Bộ trưởng Tô Lâm bất chấp luật pháp quốc tế đưa mật vụ Việt Nam tới Đức vào tháng 7 năm 2017 để mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay giữa trung tâm thủ đô Berlin. Một hành động được ví như thời chiến tranh lạnh vậy. Và còn rất nhiều, không thể kể hết. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng của Việt Nam với cú đớp thịt bò rát vàng ở London. Giới phân tích đưa ra những lý do và nguyên nhân khác nhau,
Song đáng chú ý, theo giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định như sau. Đặc biệt là những diễn biến căng thẳng ở cung đình giữa phe đảng và chính phủ. Từ nhiệm kỳ Đại hội 11 Đảng Cộng sản năm 2011 đến năm 2016 cho đến nay, không chia sẻ quyền lực độc tôn với bất kỳ đối tượng nào, kể cả các xã hội dân sự và người dân. Đảng ban hành nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 năm 2011 về chống tham nhũng trong nội bộ. Nhận định của tiến sĩ Phạm Quý Thọ càng chứng tỏ Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng độc đoán, chuyên quyền bao nhiêu thì chế độ công an trị của Nhạc trưởng Tô Lâm càng thịnh trị bấy nhiều. Thì vậy, lực lượng công an nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình vi phạm pháp luật với hành vi của Phường Thảo Khấu cũng là điều hết sức dễ hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Vì sao sự xuống cấp đạo đức của công an thì Tô Lâm và Tổng Trọng phải chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Bộ Công an xử lý Trần Quý Thanh, Tân Hiệp Phát lúc này liên quan gì đến ông Tổng Bí Thư? Chuyện ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng với hai cô con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng mới đây là một ví dụ điển hình cho câu tục ngữ gieo gió ắt gặp bão. Tờ báo Việt Nam Net vào ngày 24 tháng 11 đưa tin với tiêu đề đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng. Bản tin cho biết ba cha con của ông Trần Quý Thanh đã cho một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác. Theo cơ quan công an, số tiền mà ba cha con ông Thanh chiếm đoạt của khách hàng có tổng giá trị lên tới 767 tỷ đồng. Ông Trần Quý Thanh và tập đoàn Tân Hiệp Phát từng nổi tiếng với vụ bê bối liên quan đến vụ án con ruồi nằm trong chai nước ngọt của ông Tân Hiệp Phát vào hồi năm 2015. Người tố cáo là ông Võ Văn Minh, một người bán nước giải khát tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái vì chiếm đoạt tiền tỷ. Vụ việc sẽ tóm tắt như sau. Đó là vào ngày 3 tháng 12 năm 2014, ông Võ Văn Minh khi bán quán ăn đã phát hiện có con ruồi trong một chai Number One, sản phẩm công ty Tân Hiệp Phát. Ông Minh đã gọi điện cho công ty Tân Hiệp Phát và yêu cầu công ty này đưa cho ông Minh 1 tỷ đồng để đổi lấy chai Number One chứa ruồi. Đồng thời, ông Minh cam kết rằng không khiếu kiện và giữ bí mật thông tin. Sau đó, Tân Hiệp Phát đã 3 lần cử nhân viên đến gặp ông Minh để thương lượng. Công ty này nói rằng họ không giải quyết bằng tiền đối với sản phẩm lỗi và đề xuất tặng ông Minh một số sản phẩm nước giải khát của Tân Hiệp Phát và xin nhận lại chai Number One 1 chứa ruồi. Nhưng ông Minh không đồng ý, vẫn yêu cầu Tân Hiệp Phát giao tiền, nhưng giảm số tiền từ 1 tỷ đồng xuống 600 triệu và cuối cùng chốt lại là 500 triệu đồng. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2015, Tân Hiệp Phát đã tố cáo ông Minh với công an Tiền Giang nhưng vẫn hẹn ông Minh đến nhận tiền. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2015, Tân Hiệp Phát hẹn giao 500 triệu đồng cho ông Minh nhằm đưa Minh vào bẫy do công an giăng sẵn. Khi ông Minh nhận số tiền do người công ty trao thì bị công an tỉnh Tiền Giang mật phục và bắt quả tang. Đến ngày 18 tháng 12 năm 2015, Tòa án tỉnh Tiền Giang đã kết án ông Võ Văn Minh 7 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 135 Bộ luật Hình sự. Dư luận xã hội thời điểm đó hết sức phẫn nộ khi cho rằng Tân Hiệp Phát đã sử dụng mưu mô đưa khách hàng sập bẫy, vừa khỏi bị mất tiền đền bù, đồng thời đẩy khách hàng vào tù một cách vô lương tâm. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam phát biểu tại buổi đến thăm nhà máy nước giải khát của Tân Hiệp Phát vào tháng 8 năm 2014. Điều đáng nói và lưu ý là tính từ năm 2009 về sau đã có hàng chục sự cố liên quan đến sản phẩm nước giải khát của công ty Tân Hiệp Phát. Sản phẩm của Tân Hiệp Phát nhiều lần đã bị tố không đảm bảo vệ sinh an toàn cho sức khỏe người dùng như chứa ruồi hoặc các dị vật khác, v.v. Với sự cố nào, Tân Hiệp Phát cũng báo công an
để bắt người đòi tiền chuộc sản phẩm không đảm bảo vệ sinh của công ty này. Những nạn nhân khác rồi cũng bị kết án tù về tội cưỡng đoạt tài sản như ông Võ Văn Mình. Tục ngữ Việt Nam thường có câu gieo gió ắt gặp bão, được cho là lời răn dạy của những ai muốn hại người để cầu lợi ích thì sẽ gặp tai họa là điều không tránh khỏi. Và cuối cùng thì mới đây nhất, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Trần Quý Thanh đã lợi dụng quy định về cho vay để cho vay lấy lãi rất cao. Dù là cho vay tiền nhưng ông Trần Quý Thanh đã không làm hợp đồng vay tiền, có cầm cố tài sản mà buộc bên đi vay phải lập hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án với mục đích cưỡng đoạt tài sản của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố đối với ông Trần Quý Thanh, 70 tuổi, và hai con gái về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương bên trái và Trần Ngọc Bích. Theo giới thạo tin tiết lộ, có nhiều bằng chứng để khẳng định ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, có mối quan hệ đặc biệt với ông Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng theo tờ Vietnamnet vào ngày 4 tháng 8 năm 2014 đưa tin, vào ngày 2 tháng 8 năm 2014, tại tỉnh Hà Nam, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nhà máy Nam Mậu Oanh ở Hà Nam và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất của nhà máy này. Việc này có tác động của ông Hồ Mẫu Ngoạt theo đề nghị của ông Trần Quý Thanh. Dư luận xã hội thấy rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vốn trăm công ngàn việc, lý do gì mà lại dành sự ưu ái đặc biệt cho Tân Hiệp Phát bất thường đến như thế? Và điều vừa kể trên có liên quan gì đến việc Tân Hiệp Phát có các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh hay không? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra. Thành ngữ đi qua ruộng dưa thì đừng sửa dây giày. Không hiểu Tổng Trọng sao không biết mà để tránh đi, để rồi lại được mang danh chống lưng cho đại gia đầy tai tiếng Trần Quý Thanh của Tân Hiệp Phát thì cũng không oan chút nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngày hôm nay: vì sao Bộ Công an xử lý Trần Quý Thanh, Tân Hiệp Phát và lúc này liên quan gì đến Tổng Bí thư? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.